Hello, xin chào tất cả anh em. Chào các anh em đã quay trở lại với kênh Chó Cú Cú Vlog. Hôm nay mình sẽ xuất vừa cho đầy chó cú của mình. Và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cho anh em chích ngừa làm sao cho nó đúng cái loại thuốc và làm sao để cho nó có cái tác dụng cho thuốc cho chó nó phòng ngừa bệnh tốt nhất nha các bạn. Và bây giờ hôm nay mình đang là chú chó cú thuốc 2 tháng, đây là chích mũi thứ 2. Đây là chích mũi thứ 2, mũi bảy bệnh nha. Trong mũi bảy bệnh đó có cả phòng ngừa dại luôn nha các bạn. Đó là loại thuốc mới ra trong này. Đây là chích ngừa vaccine phòng ngừa nha. Vaccine phòng ngừa. Hôm nay mình sẽ tiến hành chích ngừa cho bầy chó nhà mình nha. Các bạn theo dõi nha. Trên tay mình đây là vaccine này, vaccine phòng ngừa 5 bệnh và 7 bệnh luôn. Mình chích ngừa luôn cho cả đàn chó con luôn nhá. Đàn chó con 40 ngày mình chích ngừa luôn. Và ống tiêm mỗi một con chó thì mình nên tiêm một ống nhé, không nên tiêm chung nha các bạn, để tránh những con mà lỡ không may nó có những cái mầm bệnh sẵn ở trong người ấy, nó sẽ lây nhiễm sang những con khác nhé. Thế này là các bạn phải chuẩn bị mua sẵn luôn từng ống một nhé, chích ngừa đầy đủ ha. Vaccine này từng loại đây nhé. Đây, trên tay của mình đây là vaccine phòng ngừa 7 bệnh nha, loại của Mỹ nhé. Trước tiên thì bạn phải rút cái thuốc, cái nước này, rút cho nó sạch hết trong cái bình thuốc nước nhé. Rồi các bạn cho vào trong cái bơm vào trong cái thuốc bột, lắc đều nha các bạn, lắc đều hết. Lắc đều cho nó tan cái bột đi nhé, tan bột xong rồi các bạn rút ra. Các bạn rút cẩn thận nha, không là nó dư thuốc ở trong chai này. Nên là phải rút cho nó kỹ. Đấy. Xong các bạn bơm làm sao cho nó hết cái không khí ở trong nhé, là không để cho không khí vào trong người con chó nhé, mà như vậy nó sẽ bị áp xe nhé, bị viêm ấy. Khi mà tiêm á, thì các bạn có thể tiêm bất cứ ở vị trí nào trên cái vùng trên của con chó nha. Các bạn cảm thấy chỗ nào mà thuận tiện cho các bạn thì các bạn cứ tiêm nhá. Tiêm xong thì các bạn dây làm sao cho nó tan thuốc. Mình thường thì tiêm ở chỗ này. Đấy, xong. Rồi các bạn dây. Dây một chút cho nó tan thuốc nha các bạn. Nếu như các bạn không dây, bạn tiêm xong rồi thả ra thì có những con nó giữ thịt á. Nó giữ thịt thì nó sẽ bị áp xe, nó bị viêm phía trong là nó sẽ có mủ nhá, là thuốc không có tác dụng đâu các bạn. Đấy, xong một em ha. Những mũi tiếp theo mình cũng làm y chang như vậy nha các bạn. Rút thuốc nước.
xong rồi bơm vào trong đây. Những cái này thì các bạn có thể tự làm ở nhà được, không cần phải nhờ tới bác sĩ thú y đâu nha các bạn. Bởi vì trừ khi nào mà những cái bệnh nó nặng ấy, cần phải tới thuốc thú y thì mình mới phải mang ra. Mình tránh trường hợp là chó mình cứ mang ra thú y nhiều, vì chỗ phòng khám ấy nó có rất là nhiều những cái mầm bệnh, những cái virus ấy. Không may mình mang ra đó mà chích ngừa nhưng nó vẫn bị lây. Thì tốt nhất là mình nên ở nhà mình tự chích được nha các bạn. Đấy, rút xong rồi các bạn bơm hết không khí ra ngoài nhé. Đụng vào người lại la. Đấy. Chích xong rồi xoa bóp cho nó tan thuốc nha các bạn. Và nhớ nhé, chậm một chút xíu mà chắc ha. Chứ để nó ấp xe, nó có mũ ở đây rồi thì là thua nha các bạn. Là mình thuốc không có tác dụng mà chó sẽ bị yếu cái sức đề kháng này nha. Chích ngừa nó rất quan trọng trong vấn đề là sau này con chó có sức đề kháng ấy, để chữa bệnh. Vì nếu mà nó có mắc những các cái bệnh liên quan tới mạng sống của nó thì nó dễ dàng, bác sĩ dễ dàng cứu hơn nhé. Nếu các bạn không chích ngừa thì khả năng mà dính bệnh các cái bệnh về đường ruột, về virus ấy, thì chó sẽ đi rất là nhanh các bạn.
các bạn phải nhớ kỹ nhá, tiêm xong là các bạn dây xoa nhé, đau quá té cái đấy. Mình xin giới thiệu một chút nhé, là em này là em đực vện nhá, đực vện xoáy bán này, xoáy dài hết cái lưng luôn. Đây các bạn xem nhé, đực vện nhá, xoáy bán nhá, dài hết cái lưng luôn. Mình sẽ soi các bạn xem này, lưới này, lưới đốm 50% nha các bạn. Em này mình đang bán nhá. Nếu như các bạn có nhu cầu mua về đực giống thì các bạn nên sở hữu một em như vậy. Mặt cáo, mắt viền đen này, mắt viền đen đậm kéo dài sang hai bên luôn. Mắt đỏ này, mắt đỏ đang lên màu rồi nhé các bạn. Em này mình đang bán nha các bạn. Các bạn lưu ý nhá, vện lửa nha, xoáy bản, dài hết lưng luôn, rất là đẹp. Em này đã chích 3 mũi rồi nha các bạn, mũi thứ 3 rồi đó.